Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con xe trục lát thương hiệu Beton. Rất lạ nhé, lâu lâu mới gần như là bây giờ mới gặp cái con xe này. Con xe này sườn nhôm, dây đi trong sườn. Sườn full nhôm luôn nhé, sườn nhôm càng nhôm, dây đi trong sườn, bánh 26. Đùm trước thì là xài thắng đĩa, đùm sau là thắng bi. Đùm 3 số trong. Đấy, sườn phun nhôm luôn. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh với các bạn cùng xem. Đây ạ. Đây. Ở trước mắt các bạn là cái này là cái tem an ninh Nhật. Còn cái này tem Nhật. Cái dòng chữ Nhật này mình dịch ra nó là xinh đẹp. Đây này. Người ta dán chữ xinh đẹp vào đây. Cái này không biết là hãng dán hay là chủ dán, nhưng mà cái này mình nghĩ là của hãng. Đấy, tem an ninh Nhật đây. Con xe này là Potang gật gù. Đấy, ghi đồng cánh én rất đẹp, long lanh luôn đây này. Rất đẹp luôn nhé, xe đẹp, cực đẹp luôn đây. Mình quay gần cho các bạn xem cái tay đề của nó thì các bạn biết độ đẹp của nó nhé. Này, long lanh đúng không? Tay đề 3 số Nesu. Ghi đồng này thì có thể là hạ lên hạ xuống. Đó. Logo đây. Đấy, logo đen nổi. Con xe này thắng đĩa nhé. Đấy, thắng đĩa này. Đấy, bánh 26. Đùm trước là đùm nhôm, cốt bẻ luôn. Đây, dây đi trong sườn nhé. Dây đi trong sườn đây. Ở đây nó có chảy tí nhé. Đây, chảy tí, chảy lớp sơn nhé. Không ảnh hưởng gì vào tới nhôm nhé. Đấy. Rồi, vành 26 nha. Vành con xe là vành 26. Vỏ còn rất mới. Đây, vỏ này. Vỏ còn nguyên cái đường gân này. Mình mới chạy thử về. Đây, vẫn còn đường gân nhé. Vỏ rất rất mới luôn. Đấy. Thì đây. Dây nó đi trong sườn thế này nhé. Ở đây nó chỉ có cái chữ này thôi. Toàn bộ cái chữ và cái logo thôi chứ chả có cái gì cả. Giò đĩa này, giò đĩa nhôm. Đây, củ máy của nó đây. Đấy, củ máy rất đẹp luôn. Đèn zin của nó đây nhé. Con này nó thiết kế kiểu đời mới. Bây giờ nó mang dáng dấp kiểu như kiểu thể thao. Đùm 3 số như kiểu thể thao. Cực hiếm luôn. Hồi nào giờ thì mình toàn có bán thấy thương hiệu gọi là Maroshi thôi. Đợt này lại thấy có cái thương hiệu này thấy lạ lạ. Đây, đây đùm của nó long lanh hay nhé, đùm như mới luôn, đúng không? Đây, đấy, bắt nét này, bạn xem cái đùm này, như mới, kể cả cái nắp máy, đẹp lắm. Đấy, đây bên này cũng vậy, mọi thứ là long lanh hết nhé. Yên zin, khóa là khóa đời mới luôn, khóa cổ yên là khóa tháo mở nhanh luôn chứ không phải quay như cái loại cũ kia nhé. Loại này là mở ra cái ấn vô là xong. Đấy, yên zin. Đấy, ok, mọi thứ ok nhé. Bàn đạp này nhìn này. Đây, bàn đạp này không bàn cãi này, bàn đạp này bàn đạp của Beton rồi, bàn đạp zin luôn này. Đấy, bàn đạp xịn của Beton là nó như thế này. Rồi, đấy, sườn nhôm, càng nhôm, sườn phun nhôm nhé. Đấy, dáng thì như thế này, dáng kiểu này thì có gọi là dáng mini thì nó thật nó không phải mini. Bởi vì mini thì nó không có cái chơi cái kiểu thắng đĩa này. Cái đây là cái một cái thiết kế cách tân, cách điệu, tân cổ giao duyên. Nó là kiểu dáng thì mini nhưng mà nó lại xài thắng đĩa, xài đèn đèn ấy luôn, đèn đây, đèn đây nhá. Đèn này thì nó sạc USB đây này, một chế độ này, hai chế độ này, ba chế độ này. Đấy, nó có ba chế độ sáng như vậy. Một nhé, hai, ba, tắt. Đấy, ba chế độ sáng. Nó có cả chuôi sạc đây,
cục sạc điện thoại của bất cứ ai nhé, bất cứ đời nào cứ cắm vô là sạc thôi. Đấy. Rồi. À, bây giờ mình sẽ test cái chớn của nó nhé. Xem nó đủ ba số này chớn thế nào ha. Khẳng định với các bạn là dòng này là dòng đời mới. Bởi vì tất cả các cái kiểu dáng thì kiểu dáng thể thao này. Đầu thì gật gù này. Tháng trước thì thanh đĩa này. Đùm cốt bẻ, chỉ có mỗi cái cổ điển là cái đùm sau này thôi, đùm sau và thắng bi là kiểu cổ điển là ấy thôi, nhưng cũng rất còn mới, đồ cực mới luôn. Đây. Mọi thứ là căm kiếp, cái chân căm thau là còn vàng chới hết. Mình đã về số 3 rồi, bây giờ mình quay test chớn cho các bạn xem. Mà nó êm lắm, con này nó êm. Toàn bộ chuyển động của trục lát là không một tiếng động nhẹ nhé. Chuyển bộ trục lát là bao luôn, không có tiếng kêu luôn. Lát mình dí sát mình quay cho các bạn xem. Chờ chớn nó hết đã. Riêng cái chuyển động trục lát là mình quay không có tiếng kêu nhé. Không có tiếng động. Kệ chớn nó quay nhé. Đây. À, kiểu dáng thì nó như thế này. Đấy đúng không? Dáng thì dáng của mini, nhưng không phải mini. Thế nó mới lạ. Đùm sau là đùm 3 số trong Shimano Netsu. Đùm trước thì là đùm thể thao. Bánh trước thì lại thiết kế theo phong cách thể thao. Thắng đĩa phanh cơ nhé. Thắng đĩa phanh cơ. Đấy. Còn bây giờ thì dây đi trong sườn. Đấy. Hay là một số người hay nói là dây đi âm sườn đấy, nhôm, bà nhôm, nhôm. Rồi bây giờ mình test âm thanh cái này cho các bạn xem nhé. Này, đấy này. Các bạn sẽ không nghe thấy bất cứ một tiếng lẹt xẹt nào của trục lát. Đấy, cái mà các bạn nghe nó hơi lẹt tẹt đấy là của lít nhé. Trục lát impact này, không một tiếng động lạ luôn, gần như không phát ra cái gì. Đó. Và quan trọng là nhôm. Củ lắp nhôm, củ này nhôm luôn. Đấy. À. Rồi. Tóm lại thì tổng kết lại nhá. Là tổng kết lại là con xe trục lắp sườn phun nhôm, dây đi trong sườn, bánh sai bánh 26. Đó. Đùm trước là đùm thắng đĩa, đùm sau là đùm 3 số trong, đèn là đèn sạc USB đời bây giờ. Đấy. Nó là rất là lạ đấy. Bạn nào thích dòng này thì liên hệ với mình nhé, 0939086797 để chốt đơn, hoặc các bạn cũng có thể chat Zalo qua số này. Còn bây giờ mình xin phép dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.